Ngày 30 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường 7 phối hợp với các ngành chức năng thành phố Đà Lạt tổ chức cưỡng chế phá dỡ toàn bộ phần bờ kè xây dựng trái phép gây cản trở lòng suối Cam Ly, đoạn chảy qua tổ Mang Linh phường 7 do ông Cao Văn Duy, 45 tuổi, trú tại đường Võ Trường Toản, phường 8 Đà Lạt xây dựng. Công trình bờ kè xây dựng không có giấy phép có chiều dài 47 m, chiều cao từ 3 đến 4 m đã gây cản trở dòng chảy suối Cam Ly chảy qua khu vực này. Tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã có quyết định số 2968 cưỡng chế tháo dỡ và khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trên. Tuy nhiên, ông Cao Văn Duy không chấp hành dù Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và Ủy ban nhân dân phường 7 đã nhiều lần thông báo vận động nhắc nhở. Nên ngành chức năng thành phố Đà Lạt và Ủy ban nhân dân phường 7 đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vào sáng ngày 30 tháng 11. Ông Cao Văn Duy phải chi trả toàn bộ chi phí cưỡng chế và ông Duy có trách nhiệm xây dựng bờ kè theo đúng nội dung công văn số 6996 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt. Nếu ông Cao Văn Duy chậm trễ tổ chức thực hiện xây dựng kè dẫn đến nguy cơ sạt lở đất, sụp đổ công trình thì ông Duy sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật.